nam nhi trong thiên hạ. Con có thể tùy ý lựa chọn. Con có thể yêu phàm phu tục tử, thậm chí con có thể yêu tử tù phản nghịch. Nhưng con tuyệt đối không thể yêu một người không yêu con. Trời sinh con là nữ nhi là muốn con nhận được sự che chở, nhận được sủng ái, nhận được hạnh phúc, chứ không phải tự chuốc cái khổ.